Những tình huống khó đỡ ngày Tết. Đánh kìa bà. Từ từ, màu tím nè. Trời ơi, tím thì tím. Thôi nè, tím điện tìm sim chặn luôn nè. Thì thôi, mời. Mình chặn mẹ. Đầu này thì mình mở đầu khác. Mình mở đầu nè. Ôi, cộng 2 đỏ tươi luôn. Trời ơi. Chị em tình thương mến thương. Cộng 2 nha chị. Trời ơi, nó thương chị. Thương lắm chị, lâu đó. Vậy là kem sơn. Keo sơn. Hay quá, hay như keo dán sắt luôn thôi nè, cộng dán sắt luôn. Trời ơi. Dán sắt quá. Bền lắm luôn á, này là chơi bền nè. Ừ. Dán móng cộng 4. Trời ơi, này để coi coi đấy. Nè. Nè. Cộng 2 là 4. Đúng rồi. 4 cộng 4 là 8. 8 với 4 là 12. Hay quá trời, thêm lá nữa rồi chơi tiếng lên được luôn rồi. Uno nha trời, Uno nha, Uno nha. Thì thôi, tôi thấy bà cũng dễ thương, tôi cho bà về sớm. Cộng 4. Ủa, khéo luôn. Cộng 4. Tự nhiên có cái lá cộng 4 luôn. Nó bị cộng với bà này mà đâu có cộng với tôi đâu có sợ. Khéo quá. Là mình cam chịu rồi. Tự nhiên cái cầm lên cái hai lá cộng 4. Trời ơi. Số đẹp lắm, để tính cho nè. 4 nè, 4 là 8. 8 với 4 12. 12 với 4 là 16. Trời ơi, dằn luôn. Phá kỷ lục luôn. Phá kỷ lục luôn. Tuyệt vời. Bốc giùm không? Bốc giùm không? 16. 16. Trong khi một vòng nữa là Uno rồi, mà bây giờ 16. Ông trời thương lòng người lắm. À nè. Cái tay không có rung nè nha, cái tay không rung nha. Nè. Không có khóc nè, đầu năm mới khóc không có được nè. Ừ. Nuốt vô. Nhiều ta? 15 rồi. Trời 16. Trời ơi. Chúc mừng nha. Thấy cái tay nó chắc nịch luôn, dày lên vậy đó. Gung bây giờ không biết xếp bài. Rồi giờ đánh sao? Trời ơi, hello bé Hiếu. Năm nay dịch hơi nhiều nhưng mà chị kiếm đủ tiền cho em ăn rồi nè. Giờ chị đút tiền cho em nha. Trời ơi, nhiều tiền lắm em ơi. Nè, chị gấp lại coi xong chị bỏ vô nè. Ôi chết rồi, hình như sắp tới 2 tháng 2 sale nhiều lắm. Mà quá trời đồ đẹp nữa. Thôi hẹn em dịp khác nha. Hello, lại là chị nè. Đợt này nhiều hơn nữa. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Giờ chị cho em nữa nha. Gấp tiền lại, bỏ vô tiếp. Chết rồi, hình như có đôi giày tháng sau sale nữa. Thôi hẹn em dịp khác nữa nha, ráng nhịn đói thêm mấy tháng nữa thôi. Nè, thôi chị đi nha. Làm nhiều cái riết chán muốn nói luôn á. Không mấy chị đem em ra chị đập đi. Đầu năm đầu tháng làm mừng hụt mấy lần, sáng giờ tưởng tiền vô bụng rồi. Ủa alo, bà nói cái gì vậy bà? Ủa alo, bà ơi chạy qua quán kế bên trường mình nè. Tụi tôi đang ở đây chơi nè, đợi bà nè. Ra lẹ coi. Ủa gì hả? Mặc gì vậy bà? Mặc đồ bình thường thôi nha, nhớ là đồ bình thường thôi. Rồi, ok, đợi tôi xíu, ra liền nè. Trời, tới đây. Ủa alo mọi người ơi, này là bình thường hả mọi người? Ủa mọi người nhìn tôi nè, mọi người bảo tôi là mặc đồ bình thường thôi mà mọi người nhìn nè. Trầm cảm. Ô là trời, bạn với trẻ bè bình thường đó. Bình thường. Ok, bình thường.
Rằng những tình huống vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có những giây phút thư giãn trong mùa Tết này. Và cuối cùng là chúc các bạn có một năm mới thật bình an, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều tiền nữa nha.